Thưa quý vị, bất động sản thời gian qua luôn là một trong những kênh đầu tư được quan tâm hàng đầu. Đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã khiến cho khách hàng tiếp cận với các dự án bất động sản dễ dàng hơn, do hầu hết các doanh nghiệp bất động sản hiện nay đều khá chú trọng vào việc đẩy mạnh công tác truyền thông. Tuy nhiên, truyền thông cho các dự án bất động sản có thật sự dễ dàng? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi với ông Đinh Minh Tuấn, là giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trang bất động sản.com.vn. Chào anh ạ, đầu tiên xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia trao đổi cùng kênh truyền hình FBNC ạ. Thưa anh, hiện nay thì các những người làm truyền thông cho dự án bất động sản thì họ đang tiếp cận khách hàng thông qua những cái kênh nào chủ yếu ạ? Truyền thông trong lĩnh vực bất động sản thì họ yêu cầu phải sử dụng nhiều kênh cũng như là nhiều công cụ, đặc biệt là đối với thị trường mà nó tăng trưởng rất là nhanh như Việt Nam trong khoảng thời gian 3 đến 4 năm trở lại đây, thì các chủ đầu tư họ sẽ đánh mạnh vào thương hiệu, thì họ sẽ sử dụng mass media. Họ sẽ đánh vào cả truyền hình, họ đánh vào cả các báo giấy, rồi báo trực tuyến. Tuy nhiên về đặc thù thì một vài nhóm doanh nghiệp như là môi giới hoặc là chủ đầu tư mà họ cần phải tiếp cận luôn với khách hàng ấy, thì họ sẽ đánh qua telesale, họ đánh qua những cái email marketing. Và đâu đó thì một trong những kênh mà nó rất là hiệu quả hiện tại bây giờ thì những kênh mà chuyên trang về bất động sản. Khách hàng hiện nay thì hoài nghi rất là nhiều về tính pháp lý của dự án, đặc biệt là đối với các dự án bất động sản mà hình thành trong tương lai. Vậy điều này đang tạo ra khó khăn như thế nào cho những người làm truyền thông ạ? Đúng là có một vài dự án ở Việt Nam hiện tại bây giờ thì đang có vấn đề về pháp lý. Có nghĩa là họ bán trước khi họ hoàn thiện tất cả mọi thứ. Tuy nhiên thì đối với những chủ đầu tư lớn mà họ uy tín ấy, thì họ sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trước khi họ bán hàng. Và điều này thực sự là nó cũng khó khăn cho những người làm truyền thông như chúng tôi. Bởi vì cái mà khó khăn nhất đó là chúng tôi tiếp cận các cái thông tin nó càng minh bạch càng tốt. Và trên phương diện đó là người mua thì họ lại quan tâm đến vấn đề pháp lý. Và cái việc mà trả lời các thông tin liên quan đến pháp lý thì đó là trách nhiệm của các chủ đầu tư. Thưa anh, thì anh vừa đề cập đến ưu tính của chủ đầu tư. Tuy nhiên khi tiếp cận một số khách hàng thì họ lại cho rằng là tài chính mới là yếu tố quyết định. Và khi họ có tài chính tốt họ mới tìm được những cái chủ đầu tư, và họ không có tài chính tốt thì họ lại chấp nhận những chủ đầu tư mới, hoặc là những chủ đầu tư mà chỉ có 1 đến 2 dự án ban đầu và cũng chưa chứng minh được cái uy tín của mình. Vậy theo anh, những người làm truyền thông cho các dự án bất động sản sẽ tiếp cận với khách hàng như thế nào nếu chúng ta tạm gác cái về uy tín của các chủ đầu tư ạ? Ở đây mình phải có hai ý. Ý thứ nhất đúng là nếu mà các chủ đầu tư có uy tín ấy thì sẽ dễ dàng hơn cho cả người mua lẫn những người làm truyền thông. Bởi vì họ đã có một cái bề dày về uy tín rồi. Tuy nhiên thì không phải cứ nhà chủ đầu tư nào họ có uy tín, họ lớn thì họ sẽ có những cái dự án hoàn hảo. Bởi vì họ phải quản lý gần cả hàng chục và hàng trăm dự án. Như vậy thì riêng đối với thị trường mà phát triển rất là nhanh và mạnh như ở Hồ Chí Minh và ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ ấy, thì có nhiều chủ tư họ sẽ nhảy vào thị trường khi mà họ có đầy đủ ba thứ. Thứ nhất đó là họ có tiềm lực tài chính, thứ hai họ có quỹ đất, và thứ ba họ có cơ hội. Và một vài khách hàng hiện tại bây giờ đang là khách hàng của bất động sản.com.vn thì họ chỉ cần 1 đến 2 năm trên thị trường thôi thì họ đã tạo ra được một cái tiếng vang, và họ có các cái dự án của họ ấy, có đầy đủ về pháp lý, họ có chất lượng xây dựng tốt, và họ sẵn sàng họ đưa ra một cái mức giá rất là cạnh tranh. Và như vậy thì như mình đã đề cập, có nghĩa là bên cạnh cái uy tín ấy thì các chủ tư họ sẽ quan tâm các yếu tố khác mà nó sẽ quyết định đến cái khả năng mua hàng của các khách hàng, chẳng hạn như là vị trí của dự án như thế nào này, thứ hai là họ xem xét là túi tiền của các khách hàng của mình hiện tại bao nhiêu như thế nào, thứ ba đó là về pháp lý của dự án, và cuối cùng đó là chất lượng xây dựng bên cạnh cái uy tín của chủ tư. Như vậy thì các nhà làm truyền thông họ sẽ đánh mạnh vào các cái điểm khác bên cạnh cái uy tín của chủ tư. Và bên cạnh đó thì một cái mặt thứ hai đó là các chủ tư lớn ấy, bây giờ họ rất là thông minh, họ sẽ triển khai các phân khúc khác bên cạnh những phân khúc mà họ đã thành công như là phân khúc về cao cấp, thì họ sẽ đánh mạnh vào phân khúc trung cấp và bình dân. Như vậy thì người tiêu dùng họ có ít tiền thì họ sẽ nhảy vào cái phân khúc bình dân để họ mua. Như vậy thì đối với phương diện là những người làm truyền thông thì họ có rất là nhiều đất để họ diễn, và có rất là nhiều thứ để họ có thể triển khai cho dự án của mình. Như vậy thì muốn có một chiến dịch truyền thông tốt và thành công, họ phải hiểu được thông điệp của dự án là gì, họ phải hiểu được đó là khách hàng mục tiêu của mình là gì. Bên cạnh đó họ phải sử dụng đồng loạt tất cả các kênh để họ có thể tạo ra được một cái truyền thông tốt cho dự án của mình. Chất lượng thông tin khủng mà những người làm truyền thông mang đến cho khách hàng thì họ phải tiếp cận với những thông tin này như thế nào ạ? Thực ra thì kể cả mà mình mua nhà để ở hay là mình mua để đầu tư ấy, thì tốt nhất vẫn là tìm hiểu tất cả những thông tin từ chủ đầu tư.
và mình phải xác định được là những cái thông tin đó nó có đúng hay không, bằng cách đó là mình có thể sử dụng checking, kiểm tra ở trên các trang internet, các chuyên trang về bất động sản. Mình thậm chí mình có thể hỏi và tư vấn trực tiếp từ luật sư và những người mà mình những người thân của mình mà có kinh nghiệm chuyên sâu về bất động sản. Tuy nhiên thì trong một cái thời đại mà thông tin hiện tại bây giờ nó rất là đa chiều như thế thì người tiêu dùng và đặc biệt là những khách hàng họ có nhiều cái cách để họ có thể kiểm tra được thông tin đó nó có tốt hay không. Ngay thậm chí như là bất động sản.com.vn mỗi ngày có hàng ngàn tin về bất động sản và có hàng triệu tin ra. Thì đâu đó thì họ cũng tìm ra được những cái mà rất là hữu ích trong khi mà người ta mua các cái bất động sản, bởi vì họ có thể so sánh được giá ngay trên website. Do đó chúng tôi và những người làm truyền thông thì vẫn đang đầu tư cả về con người và công nghệ để đảm bảo tất cả những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra trên thị trường hoặc là những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bên mua bán bất động sản thì có những cái thông tin tốt nhất để họ có thể làm sao để mà đưa ra được những cái tính xác thực và chuẩn nhất liên quan đến các cái dự án họ đang truyền thông. Một lần nữa xin cảm ơn anh với những trao đổi vừa rồi.